Xin chào bạn ha, chúng ta đã gặp nhau rồi và mình là Tùng Dũ. Thì hôm nay mình cùng các bạn sẽ đi giải quyết câu hỏi làm thế nào để mở phòng net đông khách mọi người ha. Thì trước khi đi vào câu trả lời thì mình sẽ kể cho các bạn hai câu chuyện mà mình gặp trong hai ngày hôm nay. Thì trong hai ngày vừa rồi á thì mình có đi cà phê và gặp hai anh CEO công nghệ. Và câu chuyện có thế nào? Buổi đầu tiên á thì mình gặp một bạn chạy Grab. Thì qua câu chuyện của bạn này kể, các bạn biết sao? Bạn này có nói là: anh ơi, thì dạo này kinh tế đi xuống, thì anh thấy trên mạng không? Xe là ai cũng chạy Grab cũng kêu là vắng khách, ế khách. Nhưng mà em ngồi ở đây lúc nào cũng đông khách cả. Thế bắt đầu câu hỏi đặt ra là tại sao cậu này nói vậy mọi người ha? Thì trước hết chúng ta, ngay cả bản thân cậu này á, cậu cũng trả lời là đó chính là đầu tiên là ở đây là khu vực đông dân cư. Thứ hai là ở cái vị thế mọi người, các bạn biết không? Đó chính là cái quán cà phê của mình ngồi á, thì xung quanh đó cà phê rồi công ty rất là nhiều. Ngay cả phía đối diện mọi người có một cái gọi là cái cửa hàng tiến thu mọi người. Thì khách hàng á, ví dụ như họ sửa vào chữ xe máy á, thì họ sẽ để xe lại và họ sẽ bắt Grab đi về nhà họ hay đi làm mọi người ạ. Ngay cả những cái mà gọi là cái nhà nghỉ khách sạn ở cạnh đó thì khách họ cũng đi rất là nhiều. Chưa kể bữa nay là cũng cách công ty mọi người ha. Mình không biết phải là do về trời nắng hay không mọi người ha. Thì thấy họ đi làm bữa nay là cũng chuyển sang là bắt Grab đi mọi người. Thì nên thành ra là cái cậu này á, cậu khá là đông khách. Ngồi chỉ cần ngồi một tiếng là đi 2-3 đơn mọi người ha. Thì từ cái câu chuyện này thì mình sẽ nói cho các bạn biết chúng ta sẽ ứng dụng quán net thế nào. Thì bởi vì ngay từ lúc chúng ta bắt đầu á, là chúng ta bắt đầu ở cái vị trí mọi người ha. Vị trí các bạn định mở, các bạn sẽ mở ở đâu, ở nơi nào mọi người ha, và nơi nào là chỗ mà khách hàng xuất hiện nhiều nhất. Thì mình cũng nói đó, đầu tiên là đông dân cư này, thứ hai gần trường này mọi người. Thì ngay cả khách hàng mình chuẩn bị lắp đây mọi người, thì anh này anh hay giả hay mình nói là khách hàng là họ hay gọi là hay khóc lóc mọi người á. Nhưng mà thực tế thì trên vị trí thực tế thì các bạn biết rồi đó, cách trường ở cấp 3 210 m, các bạn thấy có thuận lợi không? Rồi cách trường cấp 2 400 m, rồi cách trường đại học một cây số. Nó nằm cũng giống như là ở trong vị trí giao điểm của tất cả các trường mọi người á. Thì đó là do lựa chọn của bạn. Còn các bạn chọn ở một vị trí mà không có đông dân cư, không có gần trường thì các bạn thua ngay từ đầu rồi mọi người ha. Lúc đó chúng ta kêu tại sao mở cái net này lại không có khách ế vậy mọi người ha. Như mình đã từng kể cho bạn một cái câu chuyện, đó chính là khách mình ở Sài Gòn, mọi người ở quận 5 á, thì họ cũng ở giao điểm tất cả của 5 trường mọi người ha. Thì tiếp theo, câu chuyện tiếp theo mọi người ha. Câu chuyện tiếp theo là chính là ngày hôm nay mình lại gặp một cậu này. Thì cậu chạy một cái hãng hình như là Heizu mọi người. Cái tên khó nhớ dã man luôn, chưa kể cái áo đồng phục mọi người. Áo nó không có gì đặc biệt cả. Mình nhìn vào mình tưởng cái áo khoác ngoài mọi người á. Thì bắt đầu cậu than mọi người. Ok, ông nói là ba sáng mở mắt ra 8 giờ, ngồi đến tận 11 giờ chưa có đơn nào hết. Chán thật chứ. Vậy cái vấn đề là gì xảy ra mọi người ạ? Thì đây là một cái hãng mới mà họ không có truyền thông, không có marketing thì làm sao những khách hàng họ biết có hãng này để họ tải app về họ dùng mọi người ạ? Thì các bạn nhìn sang quán net của bạn, tại là quán net của bạn khi các bạn mở ra, các bạn có gọi là truyền thông nó đến cho nhiều người biết không? Có nghĩa là ở vị trí này sắp có một quán net mở ra, các bạn hãy tới chơi nhé, đúng không? Thì nhiều bạn đó mọi người, nhiều bạn là khách hàng họ rất là tiết kiệm tiền, họ hay là nghĩ cái này cao siêu quá. Hay cả những cái lý do mình đã từng chia sẻ các bạn đó là vì sao chủ net nhà marketing. Thứ nhất là họ không biết này, thứ hai là họ sẽ tốn tiền rồi mọi người, và thứ ba là họ không có người làm. Nhưng mà thực chất đó là cái rào cản của họ là họ không muốn làm thôi mọi người. Ngay cả khách mình ở Hưng Yên mọi người ha, khách mình ở Phùng Chí Kiên cũng kệ, bạn ấy cũng sợ rồi làm gì sợ đông khách của anh. Em nói cứ từ từ, hãy thử đi. Bắt đầu mình chạy một bài đầu tiên mọi người ha. Thì bắt đầu các bạn biết những gì đâu, là hàng xóm này, rồi những người ở gần đó này họ vào comment.
Công bạn nhấn từ gì? Đầu tiên, bạn mở có nét à? Hoặc là, sắp bữa nay không cần phải lên khoái châu chơi nữa rồi. Và lúc đó mọi người, mình lấy Google Maps ra, mình ghim địa chỉ của quán khách hàng mình, đi đến khoái châu. Các bạn biết cách bao nhiêu km không? 20 cây. Có nghĩa là trước giờ tất cả những người ở Phùng Chí Kiên đều đi 20 km để chơi game mọi người ha. Thì đó là vì sao chúng ta phải truyền thông để cho khách hàng, marketing cho khách hàng. Mà các bạn biết sao không? Đặc biệt ở những tỉnh nhỏ mọi người, nó không có tên đường. Không có tên đường, không có số nhà thì làm sao mà ví dụ khách họ biết đến ở cái địa chỉ này có quán nét mọi người. Nếu mà chúng ta cứ duy trì một cái gọi là truyền miệng hay là đợi khách hàng tới, hay đợi hàng ngày ở khách đi qua thấy quán nét ở vô chơi, thì các bạn nghĩ phải mất bao lâu để cho khách hàng biết đến quán này, quán nét của bạn đúng không? Thì đó một trong những cái rào cản rất là nhiều mọi người ạ. Nhưng mà quan trọng hơn đó chính là một cái quy trình. Quy trình ở đây là gì? Chúng ta sẽ chia nó ra làm nhiều cái mục nhỏ mọi người ha. Bạn làm càng tốt thì hiệu quả của bạn càng cao. Hiệu quả càng cao dẫn đến là gì? Bạn đông khách. Mình ví dụ cho bạn biết nha. Thì mình cũng đã từng hướng dẫn cho các bạn đó để làm sao cho tốt, đó chính là các bạn hãy thử đặt mình là một người khách hàng đi. Các bạn đi từ ngoài ngoài đường đi vào trong quán rồi đến chỗ chơi game. Các bạn sẽ trải qua rất là nhiều điểm chạm mọi người ạ. Các bạn ghi nhớ mình điểm chạm nha. Điểm chạm đây là gì? Điểm chạm của có nghĩa là những thứ mà khách hàng gặp phải trong quá trình đến quán của bạn chơi. Đầu tiên, đến quán đúng không? Leo xe lên vỉa hè đi, rồi có ai lái xe không? Hay là nhân viên giữ xe bấm điện thoại chơi game? Còn mày thích để xe nào để? Đó là một điểm chạm. Thứ hai, ví dụ các bạn có cửa kính nha. Thứ hai, ví dụ như những quán pizza các bạn để ý á, là sẽ có một em xinh tươi đứng ở quán á, mở cửa cho bạn luôn mọi người á. Nhiệm vụ của chỉ có là mở cửa quán thôi. Nếu mà các bạn hàng ngày các bạn cứ được mở như vậy á, nhưng mà nếu một thói quen nào các bạn mà không được ai mở, các bạn bị hụt hẫng rất là nhiều. Điểm chạm thứ hai, bắt đầu vào đến chỗ quầy thu ngân, tạo nạp tiền. Ví dụ như là hôm nay bạn còn có 10 ngàn, nạp 10k bạn ơi. Bắt đầu mặt thu ngân xị ra, kiểu thái độ của người kêu mẹ nạp ít thế, hay là không hôm nay có việc, hoặc là đến tháng không vui vẻ mọi người á. Điểm chạm thứ ba, khó chịu liền, bắt đầu vô vô ghế ngồi, thấy phím rồi chuột, mỡ mỡ rồi nhớp, bẩn bẩn tưởi. Điểm chạm thứ năm, và khi đang chơi game nóng quá thì phải bật máy lạnh nhanh con nào. Điểm chạm thứ sáu, và khi chơi game uống nước xong luôn, ăn xong thì phải đi vệ sinh, vô nhà vệ sinh xong mai mẹ toàn tàn thuốc rồi đi đại tiện không dội. Điểm chạm thứ bảy, thì đó là những trong những điểm chạm rất là nhiều bạn ạ. Thì chúng các bạn phải hình dung ra, chia ra nhỏ nó ra nha, và các bạn làm, nếu mà các bạn làm tốt đồng thời những điểm chạm đó thì hiệu quả các bạn cấp số nhân các bạn ạ. Ví dụ như là các bạn làm tốt thêm 30% đi, 1 cộng 0 với 3, mũ lên mọi người nhé, mũ từng giai đoạn lên là các bạn hơn được những quán khác rất là nhiều rồi. Mà nhiều người đó, họ không có nghĩ đến vấn đề này, họ cứ nghĩ mở ra là sẽ đông khách và làm thế nào cũng được mọi người ha, mà không có một cái quy trình mọi người ha. Cái gì phải có quy trình hết, có công thức hết, và các bạn phải làm như vậy. Nếu các bạn không nghiêm khắc với bản thân đó, thì làm sao khách hàng có thể yêu thích quán bạn được. Đâu phải đơn giản là mình hay đi cà phê này, hay đi đánh pizza này, hay đi trên net mọi người. Bởi vì những khách hàng của mình hay những bạn bè mình á, họ biết mình cực kỳ khó tính mọi người ha. Chỉ cần vi phạm một điều gì đó là chúng ta vẫn cần phải thiện. Bởi vì như bạn biết rồi đó, chỉ cần các bạn không đáp ứng được một trong rất nhiều cái nhỏ trong đó, cứ nhìn đó là các bạn bị thua kém những khách hàng đó rồi. Để bạn thì mình ví dụ cho bạn nha. Hồi đó là mình cách đây khoảng tầm một tháng đi, mình có đi bạn mình khai trương một quán pizza. Thế mà ngày đầu tiên mình khai trương đúng không? Mình vô. Điều tiên mình vô là quán cái nhà vệ sinh tràn nước các bạn. Mà vệ sinh mà tràn nước sợ chưa? Thế mình gọi riêng chủ chủ quán ra. Ê bạn, bạn vào nhà vệ sinh đi, nước tràn lan này kìa. Thế là bạn bạn này bạn đã gọi cho đội xử lý mọi người.
mới biết là máy lạnh nó bị rò nước mọi người ạ, chảy tràn đầy nhà vệ sinh luôn. Nếu mà các bạn cứ nghĩ hình dung đi, chẳng may khách hàng của bạn đi đi một nhà vệ sinh mà cái máy bị trượt té ra, có phải mang họa không? Vì vậy chúng ta cần phải chỉnh chu từng giai đoạn mọi người ạ. Hãy tự đặt mình vào là một cái khách hàng mà mình đang đi trải nghiệm, không thấy vừa ý nào thì chúng ta cải thiện đó mọi người ạ. Hãy luôn luôn gọi là nâng cấp và luôn luôn lắng nghe, thì đó là một trong những cái điều cơ bản mọi người ạ. Thật sự nó không có gì cao siêu đâu, cơ bản là các bạn có gọi là có chăm chú và làm hết mình vì nó không. Vì thế mình mới nói là các bạn á, hãy dành một thời gian 1 tháng đầu á, các bạn phải theo sát nó mọi người ha. Nhưng mà chưa kể các bạn có theo sát nha, nhưng mà tính mọi người á là hay trì hoãn mọi người. Trì hoãn ở đây gì? Cái nhỏ đó từ từ xử lý, làm gì mà căng nữa, mai xử lý, rồi mai các bạn quên, mai bắt đầu thưa mai quên đúng không, ngày kia cũng quên, ngày ngày kia cũng lười, nên thành ra là không có giải quyết được vấn đề mọi người ha. Các bạn biết thời điểm này á cực kỳ khó khăn và kinh doanh cạnh tranh rất là nhiều, bạn không làm tốt là bạn sẽ bị đào thải mọi người ha, chứ không có một là một cái gì đó gọi là có cao siêu, có bí quyết gì mọi người ha. Cái này là thuộc thuộc vào bản thân mình thôi mọi người ha. Nhiều bạn nhắn tin cho mình hỏi câu nhất là ngô ngơ, bây giờ em mở ra em sợ không có khách. Ơ kìa, nếu như vậy thì em đừng mở nữa đúng không? Còn nếu mà các bạn quyết định mở, hãy tập trung làm đây, làm đúng ngay từ đầu thì nó chuẩn luôn mọi người ha. Đừng khi sai rồi mới sửa, sửa rồi rất là cực mọi người ha. Các bạn có nhớ là một cái clip cách đây cũng một vài tháng á, là có một bạn ở Quy Nhơn mọi người, bạn ấy có nhắn tin cầu cứu mình mọi người, 10 giờ đêm gọi mình, anh ơi cứu em với, em mới lắp được 1 tháng mà đơn vị họ bỏ bỏ đi mất rồi, bây giờ là phòng net em không có ai xử lý hết mọi người. Ơ kìa, mình ở Đà Nẵng mà. Thế là ngày hôm sau mình mới nói kỹ thuật mình xử lý cho bạn đó mọi người, xử lý về mạng, xử lý về server mọi người. Các bạn thấy khổ không? Cực kỳ khổ. Vì vậy chúng ta hãy làm đúng chuẩn ngay từ đầu mọi người ha. Chứ đến lúc mà xảy ra sự cố xử lý cực lắm. Bởi vì khi các bạn làm một cái gì đó là các bạn phải dừng hoạt động rất là nhiều để các bạn xử lý á. Và chúng ta hãy thực sự kỷ luật và khó tính với bản thân mọi người ạ, chứ đừng khó tính với khách hàng. Khách hàng là thượng đế mà, khách hàng là người mang tiền đến cho mình mà các bạn ha. Đừng vì thấy khách hàng họ yêu cầu cao mà các bạn nói vậy nó này nó kia nghe không, bởi vì họ đang trả tiền ra để nhận được sự phục vụ như vậy mà các bạn đúng không? Thì đó là một trong cái góc nhìn của mình ngày hôm nay mọi người ha. Thì các bạn có thắc mắc gì cứ nhắn tin mình qua Zalo 0973 963 28. Xin chào và hẹn lại.